review đạt mốc 3 triệu nhận combo Lựu Phẫn Nộ, bom keo ấn vương cốt và bộ chiến vương VFL vào ngày 16 tháng 10. Skin Katana tình yêu được nhận miễn phí tại website event. Vận may đến rồi, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10. Summer 2022, chỉ 2 giờ thôi mà hiện tại ở đây không khí rất là náo nhiệt, có tất cả những bạn fan cũng như là những người yêu mến từ game Free Fire đang có mặt tại đây. Và đừng quên cổ vũ cho những đội tuyển mà các bạn yêu thích, đặc biệt là cổ vũ cho Heavy nữa nha. Và bây giờ hãy theo chân mình đi tham quan sân khấu của VFL Summer 2022 nào. Đây là sân khấu VFL Summer 2022. Các bạn có thể thấy độ hoành tráng của sân khấu, có rất là nhiều màn hình LED 3D dành cho khán giả. Ở phía trên, các đội tuyển họ đang bắt đầu tập dượt để cho cái trận chung kết ngày hôm nay sẽ diễn ra. Và tí nữa thôi, những bạn khán giả, những bạn fan cũng như những bạn mà tham gia sự kiện Summer 2022 sẽ vào đây. Và mình hy vọng rằng là sân khấu này sẽ là một sân khấu thật là bùng nổ trong ngày hôm nay. Zero phải nằm, TNP thất máu, còn là hai người mà thôi. HP Sport vẫn đang có thế để tràn lên. Fortifying dừng chân ở top 10, neo ném top của linh đạn vừa rồi, nốc được top ngoài và confirm thành công. Top 9 đã có dành cho MDS. HP Sport vẫn đang khẳng định họ sẵn sàng để hướng tới cái chức vô địch lần này hay chăng. Hãy quan tâm bây giờ là Plat và MDS đội tuyển nào mới nhiều điểm hơn. Rõ ràng là vị trí của NQ đã chọn bạn đồng hành, có thể là trong chuyến đi Thái Lan sắp tới khi mà họ để cho Plat có cửa và Plat đang tận dụng cái cửa đó quá tốt. Vị trí quan sẽ bị đập xuống và Plat có cho mình một cú buia, một cảm giác rất cho bột. Liệu rằng có phải cái bùi nhà đầu tiên thuộc về đội tuyển của Hiệp Hiệp không đây? Kim Cho đang cầm trong tay đó là quả mác 7, nhảy lên bắn nhưng quá không rồi. Có điểm vào gục. Hèn vẫn đang cố gắng để có thể xoay sở trong ba giao tranh lần này. Kim Cho đã ra đi và đây sẽ là cuộc chiến 3v4, không chính xác hơn 3v2. Chỉ còn hai thành viên đến từ đội tuyển của HP Sport thôi. Hai người chơi đã phải nằm xuống rồi. Vậy là chỉ còn đó là Bảnh đang cố gắng. Bảnh không còn và đó là bùi nhà thứ ba không thuộc về đội tuyển của HP Sport. Thân mê, có chỉ ít phút nữa thôi, ông vua của giải đấu Yomos VFL Summer 2022 sẽ chính thức lộ diện. Wow! Xin chúc mừng các thành viên đội tuyển SK Esports. Rõ ràng là vị trí của SK đã chọn bạn đồng hành, có thể là trong chuyến đi Thái Lan sắp tới. Summer 2022 đã gọi tên đội tuyển SK Esports. Chiến thắng này là của các bạn. Sau rất nhiều lần chờ đợi, sau rất nhiều mùa giải, cuối cùng khoảnh khắc vinh quang này cũng đã đến với đội tuyển EQ Esports.
sẽ chứng minh cái câu mà người Việt Nam mình không có dở. Đón xem chung kết quốc gia Robot Gabriel Summer 2022 vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 10 2022 trên các kênh sóng của Huyền Thoại Sinh Tồn, Free Fire Esports để có cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn, đặc biệt trang phục chiến vương VFL vô cùng xịn sò. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của Huyền Thoại Sinh Tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao.